So với MacBook Air cũ thì MacBook Air 2018 cũng gọn hơn, mỏng hơn và tất nhiên cũng nhẹ hơn. Máy có cân nặng 1,25kg, khá thoải mái khi mang theo hàng ngày, đặc biệt là phù hợp với các bạn ngủ văn phòng. Năm ngoái, Apple đã nâng cấp màn hình Retina độ phân giải 1660x2560 pixel trên MacBook Air 2018. Phiên bản năm nay lại tiếp tục được bổ sung thêm công nghệ chủ tông hữu rộng dòng Pro cao cấp hơn.